Kính chào quý vị và bà con. Hôm nay Thu Hoa trở lại và đem đến cho bà con một dòng siêu phẩm, đó là máy xay đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Máy được thiết kế cải tiến với 3 chức năng. Máy có thể xay nhuyễn được cua cá ốc, ớt, gừng sả, hay là máy có thể nghiền được ngô, khoai, sắn thành dạng bột. Máy có thể băm nhuyễn được những loại nguyên liệu như là thân cây chuối, rau, bèo, cỏ voi. Và ở clip trước thì Thu Hoa đã giới thiệu với bà con về hai dòng siêu phẩm, đó là máy xay nghiền đa năng và máy băm chuối đa năng. Vậy thì máy xay đa năng có những khác biệt như thế nào? Xin mời bà con hãy cùng đón xem. Máy xay đa năng được thiết kế với hai cửa nạp nguyên liệu. Một cửa dùng để nạp nguyên liệu, đó là thân cây chuối, rau, bèo, cỏ voi. Và một cửa dùng để nạp nguyên liệu, đó là ngô, khoai, sắn, cua, cá, ốc. Phần thân máy được thiết kế 100% bằng inox và có hai mặt sàng, đó là mặt sàng lỗ và mặt sàng kín. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cấu tạo bên trong của máy. Bùng làm việc có đường kính 36 cm, cao 35 cm. Máy được thiết kế với 3 con dao to 2 lưỡi bằng thép. Phần cánh gạt giúp đẩy nguyên liệu ra ngoài cửa xả. Máy sử dụng motor 2,2 kW của Toàn Phát, 100% lõi đồng, tốc nhanh 2.900 vòng trên 1 phút, sử dụng dòng điện gia đình 220V. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào nghiền nguyên liệu. Đầu tiên đó là ngô. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiền lúa. Và thành quả lúa nghiền ra có dạng bột cám. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau băm nhuyễn thân cây chuối và rau muống. Thành quả được băm nhỏ và nhuyễn.
Và vừa rồi thì Thu Hoa đã giới thiệu với bà con về dòng máy xay đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh. Và Thu Hoa tin chắc rằng máy xay đa năng của công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh sẽ là một trợ thủ đắc lực của bà con trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Mọi thắc mắc hãy liên hệ ngay 0946 249955 hoặc 0943 479955 để được tư vấn miễn phí. Máy được sản xuất trực tiếp tại xưởng, bảo hành lên đến 6 tháng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh cam kết đem lại những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất. Thu Hoa xin chân thành cảm ơn, chúc bà con làm ăn tấn tới. Hẹn gặp lại bà con ở những clip sau.